Rồi chào các bạn, mình đang xem ha. Nay mình tiếp tục đăng cái mấy cần mình có bán trong kênh, như bạn những gì mình có bán trong kênh mình đăng hết vô đây ha. Nói chung là đăng cũng chưa có hết đâu các bạn ơi, chỉ là sơ sơ thôi, chứ còn mấy cái đầu kia thì nhiều khi đặt mình mới có bán. Rồi đây bữa nay mình có lên cần xịt thuốc với lại ghế xịt thuốc này nha, với cần xịt một bét rửa xe 2 mét nha các bạn. Đây lúc trước mình lấy về 1 mét bán cũng hết rồi, giờ mình lấy có nhiều bạn đặt 2 mét mình lấy lại 2 mét về bán nha, với cái giày xịt thuốc nè, giày đi ruộng nha, giày này đôi 25.000 nha các bạn. Này có ai mua thì điện cho mình, alo cho mình, với nắp bét các bạn, nắp bét lá nhô ha, với cái nhị nắp, với bét rửa xe, với cái ti này ti sứ nha mọi người, với lá bét, đó. Còn cái này cần mình khách đặt mình làm, cần này cần dài 30 mét, này xịt cho xe xịt thuốc nha bạn, với ruộng nha, nhiều vàng xịt thuốc á. Ống 6 ly khoảng cách là 35 bét lá luôn nha. Này là khoảng cách mỗi cây nắp là 2 mét nha mọi người, 2 mét. 2 mét mình nối dây, 2 mét mình nối dây nha. Đây đợt này mình về có cần thiếu cần 6 mét rưỡi nha. Đây cần 6 mét chưa gáp nha các bạn. 6 mét. 5 mét còn 2 mét rưỡi nè. 4 mét rưỡi. Nó 5 mét rồi tới 4 mét rưỡi, tới 4 mét nha. Cây này cũng bét, nó cũng như mẫu đợt rồi nha các bạn. 4 mét, 6 mét, 4 mét rưỡi, 7 mét, 5 mét, 8 mét, 5 mét rưỡi, 8 mét, 6 mét, 9 mét. 6 mét rưỡi chắc đợt sau mới có nha. 6 mét rưỡi đợt này giờ không có chút dài làm. Tại vì làm cần 6 mét rưỡi thì chút rất hiếm nha các bạn. Mỗi bụi chút thì nó là mình kiếm được chỉ là vài cây thôi chứ không có nhiều. Đây gần làm là mình đã gáp xong ha. Đây. Cái này 6 mét. 5 mét rưỡi. 5 mét rưỡi nha. 5 mét rưỡi dài lắm nha các bạn. Này 5 mét nè. 5 mét. 4 mét rưỡi. Đây là 4 mét đây. 4 mét. Chỗ này cái khúc nối nè nha. Ở đây có chẻ một cái đường rãnh mà. Nhét cái chút vô rồi mình xiết cố dê lại. Rồi mình dẫn ốc này vô là xong nha. Đầu này có bấm hai cái chốt nha, cho nó cố định lại phần dưới nha. Nói chung là mấy cái này là xài không hư đâu bạn ơi. Núi này chất lượng, mình bán lâu rồi nha. Đó. Các bạn có mua thì liên hệ với mình. Để lát mà test mấy cần luôn các bạn, test mấy cần cho các bạn người cùng xem luôn ha. Rồi giờ cho em mình thử nha, trước tiên mình thử cần 2 mét bằng cái bét rửa xe chỉnh được nha mọi người. Mấy cần này xịt lúa cũng được, xịt ấp rồi cũng im lắm nha các bạn.
sẽ quay cái đầu máy cho các bạn xem chút xíu ha. Đầu máy cũng có đầu máy cũ nha các bạn, 4 thì nhưng mà máy tôm lớn nha, khuôn lớn. Rồi tới cây 4m nha các bạn, có 4m rưỡi chứ. Cầm một tay thôi nha. Đó, mấy bé này còn mới nhầm cái nó xuống chưa được đều nha, mình xịt khoảng 1-2 bình rồi nó mới đều lại nha các bạn. Đây 4m nha. Rưỡi nha lọt. Rồi tới cây 5m. 5m này 8m nha. Một tay nha, cầm ngay cán luôn nha. Nhích ra là nó bay lên các bạn ơi. Đó, cây 5m. Này mới nửa ra nha mọi người. Đó, mấy da nhông độ để xịt cần dài là mình có bán luôn nha. Các bạn nha mọi người có mua thì liên hệ mình nha. Rồi, tới cây 5m rưỡi. 5m rưỡi còn cây 6m này xong nha. Năm mét rưỡi 8m luôn nha các bạn. Nó lên ra là nó tự bay lên nha các bạn, mình không cần có cầm lên nâng lên nha. Lên ra thì cần nó sẽ tự bay lên chứ cần mà cầm mà nâng lên không chịu nổi đâu các bạn ơi. Đó, mình nói ốm nhôm nhách mà cầm một tay nổi nha. Vô luôn, vô luôn. Rồi. Đó, cầm cái cán nha các bạn. Không quay cận cảnh thì sợ các bạn nói là cầm đưa vô cục chỏ nha, này cầm ngay cán không à, không có dựa vô gì hết nha. Đó, này ra dừa chưa hết ga nha các bạn. Ơi ra luôn, ra hết ga nó bay lên. Sợ bay quá nó cầm không nổi. Rồi rồi xong cái 5m rưỡi nha. Rồi tới cây 6m nha. Đợt này tiếc quá không có cây 6m rưỡi các bạn ơi. 6m rưỡi xịt mới giữ nữa, nhưng mà không có chút dài làm nha các bạn, không phải là lúc nào cũng có cây 6m rưỡi đâu. 6m thì bao, 6m thì lúc nào cũng có nha. Rồi cái cây 6m rồi.